Để hoàn thành mục tiêu đến hết ngày 30 tháng 6, sẽ cấp 85.400 căn cước công dân có gắn chip điện tử. Công an thành phố Ninh Bình đang nỗ lực tập trung huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Bất kể sáng, trưa, chiều hay tối, tại bộ phận tiếp dân của Công an thành phố Ninh Bình, rất nhiều người dân đến để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, thay vì phải khai báo các thông tin trong tờ khai có sẵn như làm chứng minh nhân dân hay căn cước công dân trước đây. Người dân chỉ cần đến lăn dấu vân tay, chụp ảnh và đọc thông tin cơ bản. Những nội dung còn lại về nhân thân, lai lịch, nơi cư trú đã được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cán bộ công an thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân cho công dân được một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, thì trước khi đi đến các trụ sở hoặc các địa điểm làm căn cước thì công dân cần chú ý một số vấn đề như là trước khi đi mang theo sổ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân mà công dân đang sử dụng. Khi đến trụ sở thì mọi người cần tập trung vào trong quá trình làm việc, nghe cán bộ gọi tên để khiến cho cái công việc nó được rút ngắn và giúp cho cái việc chúng tôi làm công việc sẽ thuận tiện hơn. Theo kế hoạch, đến hết ngày 30 tháng 6, Công an thành phố sẽ cấp 85.400 thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Trong đó, đến ngày 31 tháng 3, chỉ tiêu đặt ra là phải cấp được 21.700 thẻ. Trước mắt ưu tiên cho các đối tượng chưa được cấp thẻ căn cước công dân lần nào. Để đẩy nhanh tiến độ, ngoài việc bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực liên tục 3 ca sáng, chiều, tối, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, tiếp dân tại trụ sở làm việc, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập các tổ lưu động tiếp nhận và xử lý ngay tại các khu dân cư. Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo chúng tôi tăng cường thêm lực lượng, thêm để bổ sung vào các tổ cấp căn cước công dân lưu động, rồi tổ cấp căn cước công dân cố định làm việc một ngày không nghỉ, chia nhau ra làm việc từ 7 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Và chúng tôi cũng đã huy động thêm cán bộ của các cái tổ dân phố rồi phối hợp với lại cái tổ cấp căn cước lưu động tại địa bàn để tuyên truyền, đôn đốc rồi là mời công dân đến các cái trụ sở nhà văn hóa phố để nhận thông tin và cấp căn cước công dân để đảm bảo cái tiến độ đề ra. Để kịp tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân theo kế hoạch, Công an thành phố Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân mới và tích cực phối hợp với lực lượng công an đến đăng ký thủ tục theo đúng quy định.